8 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam-Nhật Bản đạt 21,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt xấp xỉ 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5%, nhập khẩu đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Đó là thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam tại buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại Công nghiệp Nhật Bản Meti, ngài Seiko Hiroshige đánh giá cao nhóm công tác về công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ, đề xuất các nội dung hợp tác với Nhật Bản trong thời gian tới để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam, việc phối hợp tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu giúp thúc đẩy hợp tác thương mại, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy đầu tư của Nhật Bản vào những lĩnh vực hợp tác năng lượng mới, bao gồm nhiệt điện khí, năng lượng tái tạo và hợp tác về môi trường trong lĩnh vực năng lượng. Trong khuôn khổ buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Seiko ký bản ý định thư hợp tác song phương hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực hai bên quan tâm hợp tác.